lai và quá khứ ra sao trông vẫn đẹp biết bao. À, xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Chuna có mặt tại rạp chiếu phim để chuẩn bị vào rạp để xem bộ phim của Ban Sài Gòn. Đây là suất đầu tiên, rất là đặc biệt và Chuna là một trong những người rất là vinh dự được xem. Và hôm nay không khí đang rất là nhộn nhịp, mọi người có thể thấy là ai cũng áo dài hết để cho đúng quan sát của Ban Sài Gòn. Để tôn vinh áo dài Việt Nam cũng ráng xuống xuống một bộ áo dài thôi cũng được đúng không mọi người. Chuna rất là hồi hộp để vào xem của Ban Sài Gòn như thế nào. Đây là bộ phim mà Chuna mong chờ nhất hôm nay. Các bạn ơi, chỉ còn một vài ngày nữa thôi là cô Ban Sài Gòn sẽ được công chiếu trên toàn quốc và hy vọng rằng tất cả các khán giả sẽ yêu thương cô Ban Sài Gòn như là ủng hộ cho bộ phim này nhiều và nhiều. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến xem bộ phim Cô Ban Sài Gòn. Hôm nay mình may mắn được mời đến xem những suất phim đầu tiên về cô Ban Sài Gòn. Mình cảm nhận rất là hoài cổ và mong là mọi người sẽ cùng một cảm nhận như mình về văn hóa Việt Nam, về áo dài Việt Nam. Mình luôn luôn tự hào là người phụ nữ Việt Nam và mình rất là ngưỡng mộ chị Ngô Thanh Vân và nhà thiết kế Thủy Nguyễn Designer House. Đây là một cái trải nghiệm rất rất là mới và vui bởi vì chưa bao giờ mà Ashi mặc áo dài ra đường và đi nhiều nơi như vậy và được xem cùng với tất cả các bạn khác của mặc áo dài, nên là đây là một trải nghiệm rất là đáng nhớ. Sau khi mình xem bộ phim này, mình hiểu tầm quan trọng của áo dài đối với người Việt Nam. Để mà chúng ta tạo được tà áo dài thì nó cũng có rất là nhiều công đoạn. Khi mà chúng ta xem được bộ phim này thì sẽ biết được rất là nhiều cái kiến thức mới về thời trang. Mình ấn tượng về phần diễn xuất của các diễn viên là nhiều hơn. Với bộ phim này thì diễn xuất mình cảm thấy thật và có cảm xúc. Có nhiều đoạn thì mình thấy khán giả có khóc rất là nhiều và mình nghĩ là rất khó để chạm được đến trái tim của khán giả, thì bộ phim này đã làm được điều đó. Đối với mình thì cô Ban Sài Gòn hoàn toàn thay đổi những cái định kiến của mình về phim Việt Nam. Phim rất là dễ thương, rất là thoải mái, tự nhiên chứ không bị giáo điều, và quan trọng nhất đó là phim chắc chắn là sẽ có tạo được rất là nhiều trend trong tương lai đó, chắc chắn luôn á. Các bạn sẽ đi xem và các bạn xem đó sẽ là những cái trend gì nhá. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là Tem Liz. Em biết tới phim này qua cover bài hát Cô Ba Sài Gòn, và Cô Ba Sài Gòn đó đem nó ấn tượng mà em muốn đến coi ngay lập tức là nói về áo dài, mà em rất là thích áo dài. Bộ phim rất là ý nghĩa, mình rất là thích khung cảnh xưa của Sài Gòn. Em có thể cảm nhận được là chiếc áo dài của Việt Nam ta thì may rất là khó. Người may là nghệ sĩ và người mặc là nghệ nhân. Sau cái bộ phim này thì em càng trân trọng hơn cái bộ áo dài của Việt Nam. Nhạc phim, đến bối cảnh, đến màu phim và các diễn xuất của các diễn viên đều rất là hay. Và qua cái bộ phim này thì mình cảm thấy yêu áo dài nhiều hơn. Và tính chắc là sau bộ phim này và tới hôm nay, Sài Gòn của chúng ta sẽ rất là nhiều bạn mặc áo dài. Nếu mà chấm bộ phim này từ 1 đến 10 thì mình sẽ chấm, chắc chắn là sẽ cho 10 điểm. 9 trên 10. Thì mình nghĩ là cái điểm tuyệt đối là 10 rồi. Cho 8.5 thôi. Hơi khắc khe chút xíu nên tôi sẽ cho điểm 9.5. Là 10 trên 10 ạ. Và thôi không nói nhiều nữa, mọi người hãy chuẩn bị đón xem cô Ba Sài Gòn tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc nhé.